Nằm trong các hoạt động thăm làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 8 tháng 3, đoàn công tác của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ đã về tỉnh Hưng Yên thăm bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác được tham quan, tìm hiểu các tranh ảnh, hiện vật, giới thiệu về những cột mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Hưng Yên như triển lãm tranh 10 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên, triển lãm không gian văn hóa phô hiến, mô hình cây nhãn lồng, gà tiến vua, triển lãm các hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia tại Hưng Yên. Triển lãm Hưng Yên dưới thời kỳ văn hóa Đông Sơn cách đây 2.000 đến 2.500 năm lịch sử qua kết quả di chỉ khảo cổ học tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng với tiến trình lịch sử và những sản vật, bảo vật hiện có của tỉnh Hưng Yên. Qua đây, hình ảnh về một Hưng yên với nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc đã được lan tỏa tới bạn bè quốc tế. Trước đó, đoàn công tác cũng đặc biệt quan tâm, thích thú khi được tận mắt nhìn thấy gà Đông Tảo giống gà bản địa đặc sắc của tỉnh Hưng Yên được nuôi tại hợp tác xã gà Đông Tảo Bách Hồng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu.